Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 15 tháng 10 năm 2022. Trước khi đến với những nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và an toàn đến với những bà con đang trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ. Rõ ràng không ai mong muốn những thiên tai như vậy ập đến. Tuy nhiên, hy vọng rằng tất cả những khó khăn sẽ được đẩy lùi và mọi người sẽ an toàn trong quãng thời gian này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Romario tiếp tục tỏa sáng, Hải Phòng bám đuổi Hà Nội. Thanh Hóa bước vào trận đấu với Hải Phòng với 4 chiến thắng liên tiếp. Ở phía đối diện thì câu lạc bộ Hải Phòng cũng đang có phong độ cao với 7 trận gần nhất bất bại. Họ thắng 4 và hòa 3. Phong độ của hai đội khiến nhiều cổ động viên kỳ vọng vào một thế trận hấp dẫn. Thế nhưng những sự toan tính của cả huấn luyện viên Petrovic lẫn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã khiến cả hai nhập cuộc khá an toàn. Thanh Hóa là những người đã làm chủ thế trận từ sớm, nhưng Hải Phòng cũng cho thấy khả năng phản công rất sắc bén. Nếu Di Mario chắc chiêu hơn trong cơ hội 10-10 ở phút thứ 28 thì mảnh lưới của Thanh Diệp đã rung lên ngay ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2 thì hai đội đã đẩy nhanh thế trận, nhưng những gì mà Thanh Hóa lẫn cả Hải Phòng để lại cho các cổ động viên chỉ là những sự tiếc nuối. Trận đấu dần trôi vào bế tắc khi cầu thủ của hai bên không thể tạo ra những đường bóng đáng chú ý và ấn tượng về phương thành của đối phương. Thế nhưng giữa lúc trận đấu tẻ nhạt và có phần bế tắc thì Di Mario lại lên tiếng vô cùng rõ ràng. Phút 76, từ pha chơi bóng bên phía cánh phải, Di Mario bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh, đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Đây đã là bàn thắng thứ 15 của cầu thủ này ở mùa giải này. Bị dẫn bàn bất ngờ, câu lạc bộ Thanh Hóa đã dồn lên ép sân đội khách, nhưng những pha đánh bóng của đội chủ nhà thường xuyên bị bẻ gãy tương đối dễ dàng với khả năng đánh chặn của Moses Onoya. Không thể ghi bàn thắng gỡ hòa, Thanh Hóa chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà. 3 điểm đầy quý giá trước đội bóng xứ Thanh giúp câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Hoàng Gia Lai thua vì bàn phản lưới ở phút 90. Huấn luyện viên Ketisak đã đưa hàng loạt những trụ cột như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Hữu Tuấn, bộ đôi chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh trở lại đội hình xuất phát sau khi bất ngờ cất họ cho bàn ghế dự bị và để thua đội bóng đang trụ hạng Thành phố Hồ Chí Minh 1-2 ở vòng đấu trước. Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An chạm trán nhau trên sân Pleiku ở vòng 19 V-League 2022 cùng với mục tiêu giành trọn 3 điểm để hướng tới tấm huy chương đồng khi cả hai đều đã hết cơ hội vô địch. Với chất lượng đội hình khá cân bằng, hai đội tạo ra thế trận giằng co sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, đội khách Sông Lam Nghệ An là người đã tận dụng tốt hơn để vươn lên dẫn trước nhờ cú dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm của Ula Hà. Có bàn thắng dẫn, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu thêm phần thoải mái. Đội bóng xứ Nghệ liên tiếp uy hiếp khung thành của Hoàng Gia Lai, trong khi đội chủ nhà Phú Núi tỏ ra bế tắc trong những tình huống triển khai tấn công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0. Sau giờ nghỉ, Hoàng Gia Lai dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Các học trò của huấn luyện viên Ketisak gây ra sức ép cực kỳ lớn lên khung thành của Sông Lam Nghệ An. Điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 61, Minh Vương lập siêu phẩm bắt vô lê cho vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Pha lập công của Minh Vương giúp thế trận của Hoàng Gia Lai khởi sắc hơn, nhưng Sông Lam Nghệ An cũng rất bình tĩnh đối phó. Thế trận giằng co được tạo ra trong thời gian còn lại của hiệp 2. Tưởng chừng như hai đội sẽ rời sân với cùng một điểm thì bất ngờ lại đến. Đúng phút thi đấu cuối cùng, từ quả tạt phạt góc bên phía cánh phải, Oseni đã dứt điểm rất nhanh. Tiền đạo Washington Brandao đưa chân ra cản phá, nhưng bóng lại bật về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Tuấn Linh. Tỷ số 1-2 được giữ đến cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hoàng Gia Lai có trận không thắng thứ 7 liên tiếp và xa với vị trí trong top 3. Huấn luyện viên Ketisak, Hoàng Gia Lai bám đuổi Hà Nội giờ chỉ còn là chuyện nói đùa. Trong buổi báo sau trận thua cầu thủ Sông Lam Nghệ An 1-2, huấn luyện viên Ketisak nói rằng cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Hà Nội FC chỉ còn là chuyện đùa. Chúc mừng Sông Lam Nghệ An, họ đến Pleiku với đội hình rất mạnh và đã qua thắng mở tỷ số. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn sau bàn thắng này. Trong những trận đấu gần đây, Hoàng Gia Lai toàn để thua ở những phút cuối như thế này. Điều này rất tiếc và chúng tôi sẽ phải cố gắng sửa chữa. Mùa giải hôm nay vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn có mục tiêu. Hoàng Gia Lai sẽ cố gắng từng trận và có 3 điểm trong từng trận đấu. Còn bám đuổi Hà Nội đó chỉ là chuyện nói đùa mà thôi. Chia điểm giằng co, Đà Nẵng và Hà Tĩnh đứng trên bờ vực xuống đáy bảng xếp hạng. Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đều bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là có được 3 điểm trước đối thủ. Hai đội đang đứng sát nhau ở vị trí thứ 10 và thứ 11 trên bảng xếp hạng của V-League 2022. Cả hai đội nhập cuộc với tinh thần không còn gì ở mất. Với lối chơi tấn công đẹp mắt, các cầu thủ liên tục tìm kiếm cơ hội đưa bóng đến khung thành của thủ môn đối phương. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 26, từ quả tạt bên phía hành lang cánh phải của Hoàng Minh Tâm, cầu thủ bên phía câu lạc bộ SHB Đà Nẵng có pha đánh đầu đưa bóng trúng khung thành của thủ môn Hà Tĩnh. Sau khi có được bàn thắng, đội khách vươn lên chơi áp đảo và liên tục tạo ra cơ hội lên khung thành của đội chủ nhà. Liên tục là cơ hội của Phạm Văn Long và một số cầu thủ khác đã khiến cho thủ môn của đội chủ nhà gặp nhiều áp lực. Sang tới hiệp 2, đội chủ nhà đã dần dần nắm bắt được trận đấu và dâng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau nhiều cơ hội, cuối cùng thì đội chủ nhà cũng đưa được bóng vào lưới với một bàn thắng rất quan trọng. Phi Sơn có được khoảng trống và tung ra cú sút. Tuy nhiên, pha bóng của tiền vệ người Nghệ An đã không đi trúng đích. Pha đá hỏng lại trở thành đường truyền không thể hợp lý hơn dành cho Clan Crisio để bóng ghi bàn thắng gỡ hòa quý giá cho đội chủ nhà. Hai đội vẫn giữ nguyên tỷ số cho tới phút cuối cùng. Họ chia điểm trên sân Hà Tĩnh, điểm số quan trọng để không bị rơi xuống vị trí cuối bảng. Tuy vậy, cả câu lạc bộ Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh đều đang rất quyết tâm rời khỏi vị trí cuối đáy. Nếu như hai đội kia giành được thắng lợi ở các trận đấu tiếp theo thì Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ rơi xuống nhóm nguy hiểm. Siêu phẩm xuất phát giúp Viettel thoát thua Sài Gòn.
Trận tiếp đón Viettel trên sân nhà được xem là trận cầu 6 điểm với Sài Gòn FC. Đội chủ sân đông nhất đang đứng cuối bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ bị xuống hạng. Tuy nhiên Viettel lại đang là một trong ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nên đây được xem là trận đấu đặc biệt khó khăn dành cho đội chủ nhà. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ở ngay phút thứ 13, đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã bàn thắng mở tỷ số. Cao Trần Hoàng Hùng có pha phạm lỗi với Huỳnh Tấn Tài ở trong vòng cấm trên chấm 11m. Osen đã xuất sắc đánh bại Nguyên Mạnh để giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Thế dẫn trước của Sài Gòn FC chỉ kéo dài đến phút 21. Từ một quả đá phạt cách khung thành Văn Phong 25m, Giovane đã vẽ một đường siêu phẩm ở trên bầu trời đông nhất, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại của hiệp 1, dù rất cố gắng thì cả hai đội vẫn không có thêm được bàn thắng nào. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Viettel tiếp tục dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng để dẫn trước. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Phong đã khiến các chân sút bên phía đội khách nản lòng. Hòa nhau trong 90 phút, Sài Gòn FC vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng khi bằng điểm với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nếu không cải thiện được kết quả như vòng đấu tới đây, Sài Gòn FC sẽ phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Trong khi đó thì Viettel đứng thứ 3 với 30 điểm, kém đội thứ hai là Hải Phòng 2 điểm. Ngày hôm nay, lịch thi đấu vòng 19 V-League 2022 tiếp tục diễn ra. 17 giờ là cuộc đối đầu giữa BKMX Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 19 giờ 15, trận đấu rất được chờ đợi. Hà Nội đối đầu với Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport.